Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi đã lồng ghép những cái câu chuyện của người nước ngoài và người trong nước để nói cho quý vị và các bạn một cái trường hợp đơn giản mà không đơn giản. Thưa quý vị và các bạn, có một cái anh hợp tác lao động ở nước ngoài, ảnh gửi cái câu hỏi về, ảnh hỏi tôi như thế này: thưa với chị luật sư rằng là tôi hợp tác lao động nước ngoài, bố tôi thì mẹ tôi thì chết lâu rồi, bố tôi thì có tổng cộng rằng là ba em trai, thì cái anh cả đầu tiên đó hiện tại là anh đã có gia đình, cho nên bố tôi tách một cái ngàn mét cho ông rồi. Sau đó thì hiện tại thì bố tôi mất, trong cái lần tôi về tôi chịu tang ông thì tôi có nói rằng là thôi thì bố đã có 3.000 mét vuông đất, mình có ba anh em thì bây giờ chia mỗi người một phần, riêng tôi vì con út cho nên bố tôi bảo rằng là sẽ được hưởng cái nhà này. Và thực tế trong cái quá trình sinh sống và làm việc ở nước ngoài, tôi đã gửi tiền về để bố tôi xây dựng nên cái nhà. Tuy nhiên thì hiện tại rằng ông anh của tôi đã khởi kiện lên tòa, không biết ông nghe ai xúi giục thì theo luật sư tôi phải làm thế nào. Thật ra quý vị và các bạn biết không, thật ra thì rất là nhiều hỏi cái trình bày ABCD gì đó thì câu cuối cùng vẫn là tôi phải làm thế nào. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề quy định của pháp luật. Nếu một người nào đó sau khi mất không để lại di chúc thì tài sản sẽ được chia đều cho những người theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn phải thừa nhận điều đó. Và tôi cũng đã tư vấn cho anh này, tôi bảo rằng cái việc mà bố anh cho người anh cả là cái việc tại thời điểm đó bố anh tặng cho được sự đồng ý ý chí của bố anh. Còn hiện tại bố anh đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.000 mét. Thì trên nguyên tắc 2.000 mét này sẽ được chia đều cho các hàng thừa kế. Hàng thừa kế thứ nhất hiện tại theo lời anh nói thì chỉ có còn 3 anh em, và sẽ chia 2.000 này chia đều cho 3. Nếu chúng ta không có một cái sự thỏa thuận, giá như cái anh đầu á, anh bảo rằng thôi thì bây giờ tao lấy có phần rồi, thôi tụi bay lấy phần còn lại đi, mỗi người được 1.000 mét, tao cũng đã có phần rồi, thì anh sẽ làm một cái thủ tục nhận và tặng cho lại, thậm chí là từ chối nhận di sản thừa kế, hoặc một cái trường hợp tương tự để anh không nhận cái di sản 1.000 mét vuông nữa. Còn nếu như trong trường hợp anh khởi kiện thì tòa án bắt buộc phải chia thừa kế cho anh, vì anh là con ruột của bố anh, bằng giấy khai sinh hàng thừa kế tại thời điểm ông mất, ông bố anh mất á, thì gồm có 3 người, 2.000 sẽ chia làm 3, mỗi người được hơn 600. Cũng buồn phải không quý vị và các bạn? Thông qua hôm nay thì để nhẹ nhàng cho câu chuyện, tôi không nói về luật nữa. Tôi chỉ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện như thế này, để quý vị và các bạn sẽ biết rằng tôi đã tư vấn cho anh hiện tại đang lao động, đi hợp tác lao động nước ngoài như thế nào. Tôi có một cái câu chuyện là nhà họ có tổng cộng là 9 mét vuông đất. 9 mét ngang theo cái vùng quê đó quý vị và các bạn, 9 mét ngang. Đây là một cái câu chuyện có thật, mà tôi cũng cảm thấy cần thiết phải đưa ra một cái ví dụ. Nó cũng giống trong trường hợp của cái vị khách hàng kia hỏi tôi thôi, khác nhau là phần giá trị, phần diện tích. Thì khi bố mẹ còn sống thì bố mẹ cho rằng là thôi, bây giờ cái mình có 3 đứa con thì bây giờ sẽ cho mỗi đứa là 3 mét. 3 mét quý vị và các bạn, 3 mét. Riêng cái tài sản ở trên đất
tức là cái nhà mà hiện tại ba mẹ đang ở đó, thì ai lấy thì phải có nghĩa vụ cúng dỗ. Đơn giản lắm. Người ba người mẹ họ không suy nghĩ nhiều, họ bảo là như vậy. Thì khác một điều là người con giữa đã lập gia đình và bố mẹ đã tặng cho cái phần tách thổ, tách thửa, tặng cho cái phần đó cho người con giữa. Hai người con còn lại ở chung với ba với mẹ. Năm dài tháng rộng thì khoảng hơn 15 năm sau, bố mất, mẹ mất. Thì hai người anh em còn lại họ là một trong một gia đình, họ hiểu rằng ý chí của ba mẹ họ, ba họ, mẹ họ cho rằng tài sản này là tài sản, di sản thừa kế. Thì ba mẹ đã nói không phải là một lần, quý vị và các bạn ạ, ba mẹ nói nhiều lần. Thì bắt đầu mới căng dây cắm cọc cái phần 6 mét còn lại. Thì cũng xin thưa quý vị và các bạn, cái người con mà được cho hơn 10 năm về trước á, họ đã có một cái bức tường rào tách ra rồi, tách ra thẳng, có sổ, sổ đỏ, sổ hồng gì đó, và họ đang ở trên miếng đất này. Và người anh khởi kiện đến tòa, ông cho rằng việc ba mẹ tặng cho tôi là ý chí của ba mẹ, còn hiện tại ba mẹ có di sản thừa kế. Quý vị nhớ nha, ba mẹ còn di sản thừa kế đứng tên ba mẹ thì tôi có quyền chia. Đúng không quý vị? Đúng, chính xác, thuật ngữ vẫn đúng, vẫn chính xác. Nhưng cái lòng của ảnh nó không trung thực. Tòa án nhân dân huyện đã bác yêu cầu của anh, không chấp nhận, với lý do là ba mẹ đã chia rồi. Không đồng ý, anh đã kháng cáo lên cấp phúc thẩm Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bản án của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không đồng ý với phán quyết của Tòa án Nhân dân cấp sơ thẩm, quý vị và các bạn. Trong bản án nhận định như thế này. Trong bản án nhận định rằng, giống như lời anh nói, đơn giản giống như lời anh nói, khi ba mẹ còn sống, ba mẹ được quyền định đoạt tài sản của ba mẹ bằng cách ba mẹ đã tặng cho tôi. Và khi ba mẹ chết thì di sản của ba mẹ còn lại là 6 mét ngang. Vậy và cái căn nhà thì tôi là con, tôi được quyền chia. Và phán quyết cuối cùng rằng hai người còn lại được hưởng nhà và đất, tuy nhiên phải thối lại cho cái người mà được tặng cho lại tiền, thối lại bằng giá trị đó quý vị và các bạn. Tôi thì không nói nhiều về cái câu chuyện của gia đình của họ. Tuy nhiên thông qua cái câu chuyện này, tôi cũng muốn các anh chị em đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài biết được những quy định của pháp luật về cái việc mà tình ngay mà lý không ngay, về cái chuyện rằng cái sự trung thực, cái lòng gọi là san sẻ của một giọt máu đào. Tại sao cũng là anh chị em ruột trong gia đình, người được hưởng phần nhiều hơn, người phục hưởng phần ít hơn, trong khi ba mẹ đã có một cái sự thỏa thuận. Ông bà ta hay lắm quý vị và các bạn, họ đã nhìn xa, họ đã trông rộng, họ đã biết được và họ đúc kết lại những cái câu chuyện rằng dò sông dò biển thì lỡ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Thôi thì bây giờ như thế này quý vị và các bạn, tôi sẽ không muốn trong gia đình mình có những cái câu chuyện buồn như vậy, nhưng tôi chỉ muốn quý vị và các bạn sẽ thật tỉnh táo và sẽ có những cái cơ sở pháp lý hiểu vấn đề, vận dụng trong trường hợp của gia đình mình, tránh đến mức, hạn chế đến mức sự nồi da sáo thịt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi về vấn đề trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, thì quý vị và các bạn cứ chọn cái khung giờ vào lúc 8 giờ đến 9 giờ sáng hàng ngày. Có thể tôi sẽ live stream vào giờ đó, trong cái khung khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cũng có thể tôi sẽ trả lời cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn update thêm những cái kiến thức pháp luật, không hẳn pháp luật ở trong nước mà pháp luật quốc tế. Tôi có một cái danh sách phát
về 100 câu hỏi về thi quốc tịch Việt Nam, thi quốc tịch người Việt Nam, thi quốc tịch Mỹ, với cái mong ước rằng là người Việt Nam mình sẽ hòa nhập hơn nữa cái kiến thức để chúng ta có thể dễ dàng cập nhật được những cái tiếng Anh để mà trở thành một cái công dân có những cái điều kiện về an sinh xã hội tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn.